Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo Kinh Dị. Bạn thích nghe những câu chuyện rùng rợn có thật và những thí nghiệm tàn độc trên cơ thể con người cũng là gu của anh em. Vậy thì video dưới đây chính là dành cho bạn. Hai câu chuyện và thí nghiệm trong video này đều hoàn toàn là có thật, và đảm bảo bạn sẽ phải lạnh sống lưng khi biết đến những gì mà họ đã làm. Nào, cùng Đảo Kinh Dị đến ngay và luôn với video ngày hôm nay. Đó chính là thí nghiệm cổng tâm trí và biệt giam trắng. Về thí nghiệm cổng tâm trí, chuyện là vào năm 1983, một nhóm các nhà khoa học, họ là những người luôn tìm cách để thử thách thế giới tâm linh bí ẩn. Họ đã làm một ca thử nghiệm kinh hoàng tại một nhà nghiên cứu bảo mật. Các nhà khoa học đó thì cho rằng, hay nói cách khác, nó là một thuyết âm mưu của họ. Một con người thì sẽ chứng kiến sự hiện diện cũng như có thể giao tiếp với Chúa chỉ khi không còn năm giác quan của mình. Họ tin rằng năm giác quan con người đã đánh lạc hướng chúng ta khỏi sự tồn tại của thế giới tâm linh cũng như là đấng tạo hóa. Bằng cách từ bỏ các giác quan, một con người có thể và hoàn toàn có khả năng kết nối và giao tiếp với Chúa thông qua tâm trí và tiềm thức. Một anh chàng mà tự nhận mình là không còn mục đích để sống đã tình nguyện làm vật hiến tế cho các nhà khoa học để tiến hành cuộc thí nghiệm ở trên, để làm cho anh ta không khả năng điều khiển cũng như kết nối với các giác quan của mình. Các nhà khoa học đó đã phẫu thuật cắt bỏ những dây thần kinh dẫn đến não của anh ta. Họ chỉ để lại cho anh ấy hệ cơ bắp để di chuyển. Còn lại thì anh chàng này hoàn toàn mất đi thị giác để nhìn, thính giác để nghe, khứu giác để ngửi, vị giác để nếm và xúc giác nữa. Người thanh niên ấy thì với khả năng giao tiếp với thế giới bên ngoài là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Anh ta đã bị giam cầm trong chính ý thức và suy nghĩ của mình. Cách duy nhất mà các nhà khoa học có thể giao tiếp với anh ta là chờ đợi chàng trai tự nói lớn tiếng ra ngoài. Chính bản thân của anh cũng không thể nghe được những câu nói của mình. Sau 4 ngày thì người thanh niên cho rằng bản thân mình đã nghe được những tiếng thở, tiếng thều thào, những giọng nói của các sinh vật không phải là con người ở trong đầu của mình. Các nhà khoa học cho rằng đó là dấu hiệu bắt đầu của trạng thái tâm thần và họ đã để ý thêm một chút nữa. 2 ngày sau đó, anh ta gào khóc và bảo rằng mình có thể nghe thấy người vợ đã khuất nói chuyện với anh. Và hơn thế nữa, anh còn có thể đáp trả lại cô ấy. Các nhà khoa học cho rằng đó là một trò cười, họ hoàn toàn không tin. Thậm chí nói nó là một thứ vớ vẩn nhất mà họ đã từng nghe. Cho đến khi người thanh niên kia bắt đầu kể tên những người thân đã mất của các nhà khoa học. Anh ta lặp lại những thông tin cá nhân mà chỉ những người chồng và vợ hay là ba mẹ đã mất của bọn họ mới biết được mà thôi. Lúc này thì sự hoảng sợ cực độ đã xuất hiện ở các nhà khoa học. Phần lớn các thành viên trong nhóm đã từ bỏ cuộc thí nghiệm. Sau một tuần nói chuyện không ngừng nghỉ với người chết, vật thử nghiệm trở nên mệt mỏi và sợ hãi. Từng giây phút tỉnh giấc của mình, anh ta bị dồn dập bởi vô số các giọng nói khác nhau. Chúng nhất quyết từ chối không buông tha cho anh ta. Người thanh niên thường xuyên tự ném bản thân vào tường, cố gắng với hy vọng là tìm lại được cảm giác đau đớn với thể chất. Nhưng tiếc là anh ta đã không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Anh ta cầu xin các nhà khoa học hãy đánh thuốc mê mình để bản thân có thể thoát khỏi những giọng nói ấy. Cách này thì chỉ có hiệu quả trong vòng 3 ngày. Sau đó, anh ta bắt đầu có triệu chứng giật mình tỉnh giấc trong hoảng loạn. Vật thể cho rằng anh ta có thể nghe được và thấy được người chết trong những giấc mơ. Chỉ một ngày sau đó, vật thể thí nghiệm bắt đầu la hét và tự cào cấu đôi mắt vô dụng của chính mình, với niềm khao khát là có thể nhìn thấy một thứ gì đó tồn tại ở thế giới thực sự. Vật thí nghiệm bây giờ bắt đầu nói rằng các giọng nói chết chóc ấy đã dần mất đi, thay vào đó giọng nói của quỷ dữ. Chúng gào thét về cái chết và sự hủy diệt của loài người. Và lúc này, vật thí nghiệm bắt đầu hét lớn: không có thiên đàng, không có sự tha thứ. Cứ như vậy trong 5 tiếng liên tục không ngừng nghỉ. Anh ta cầu xin để được giết chết đi, nhưng các nhà khoa học cho rằng anh đang ở rất gần sự kết nối với Chúa. Sau thêm một ngày nữa, vật thể lúc này không khả năng hình thành một câu nói hoàn chỉnh. Trông có vẻ tức giận tột độ, anh ta bắt đầu cắn xé ra thịt từ chính cánh tay của mình. Các nhà khoa học liền xông vào phòng thí nghiệm và trói anh ta vào một cái ghế để ngăn anh ta tự giết chính bản thân. Sau vài giờ đồng hồ bị trói lại, vật thể từ bỏ vùng vẫy và la hét. Thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong khi những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên khuôn mặt của mình. Trong vòng 2 tuần tiếp theo, vật thể đã phải được tiếp nước liên tục vì anh ta không ngừng khóc. Cuối cùng thì chàng thanh niên bỗng quay đầu
mặc kệ sự mù lòa của mình. Anh ta nhìn thẳng vào mắt một nhà khoa học. Nó là cái nhìn thẳng vào mắt đầu tiên kể từ khi cuộc thí nghiệm được bắt đầu. Anh ta thì thầm trong nước mắt: tôi đã nói chuyện với Chúa và Ngài đã bỏ rơi chúng ta. Ngay sau đó, tim của anh ta ngừng hẳn. Không hề có nguyên nhân hay sự giải thích về sự tử vong của vật thí nghiệm. Thí nghiệm này cũng dần trôi vào quên lãng. Chưa hề có cuộc thử nghiệm thứ hai nào được tiến hành, đơn giản bởi vì nó là một khoảng trống quá đáng sợ với loài người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với hình thức tra tấn biệt giam trắng. Đây được xem là một trong ba biện pháp tra tấn tinh thần mang sức hủy diệt khủng khiếp nhất đối với tù nhân trong lịch sử nhân loại. Tra tấn trắng không hề gây đau đớn hay tổn thương về thể chất, nhưng lại có sức hủy diệt kinh khủng với tinh thần, gây nên những ảo giác chán ghét và muốn chết đến tột cùng. Không rõ nguồn gốc của biện pháp tra tấn trắng này từ bao giờ và bắt đầu ở đâu, nhưng nó được sử dụng rất là rộng rãi tại các nhà tù ở Anh, Mỹ, Iran và Venezuela. Không đánh đập, không gây thương tích, thậm chí là không có một giọt máu nào phải rớt xuống sàn lim. Nhưng tại sao tra tấn trắng lại khiến nạn nhân của nó phát điên và ao ước được chết để kết thúc cơn ác mộng trần gian này? Nó được xem là một trong những hình thức tra tấn tinh thần tồi tệ nhất trong lịch sử, là sự kết hợp giữa biện pháp biệt giam nhưng lại trong một căn phòng toàn màu trắng. Hãy hình dung nhá, riêng biệt giam từ 1 đến 4 tuần cũng khiến nạn nhân của nó mất dần đi phần người và gặp ảo giác, hoang tưởng rồi phát điên và ước nguyện được chết. Tù nhân sẽ bị biệt giam trong một căn phòng kín mít, cách âm và không có đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát đến lạnh cả sống lưng. Từ nền nhà, tường đến trần nhà đều là màu trắng. Thậm chí là đến cả đồ ăn để duy trì sự sống của họ cũng màu trắng nốt. Khủng khiếp hơn biệt giam, người ta luôn để đèn sáng trắng 24/24. Cách thức này khiến tù nhân không thể phân biệt được ngày hay đêm. Ở một mình trong một căn phòng toàn màu trắng, không âm thanh của cuộc sống, không ánh sáng tự nhiên, tù nhân như bị chính ánh sáng thiêu đốt. Ban đầu thì những cảm giác khủng khiếp sẽ chưa đến, nhưng sau một thời gian ngắn thôi, cảm giác thiếu thốn, thiếu những cảm quan hàng ngày về thời gian, nhiệt độ và môi trường sẽ khiến tù nhân bắt đầu thấy bứt rứt. Sau 1 đến 2 tuần biệt giam trong phòng trắng, họ mất hoàn toàn cảm giác và ý thức. Các giác quan bỗng trở nên thừa thãi, ảo tưởng bắt đầu xâm chiếm tâm trí của họ. Sự cô lập khiến phần người mất dần, thay vào đó thì phần còn sẽ bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Họ bắt đầu la hét, hoảng loạn và không còn khả năng điều khiển tâm trí hay là cảm xúc. Sự túng quẫn và thiếu thốn sẽ khiến họ chỉ muốn chết đi. Lúc này các quản tù sẽ thả họ ra để tù nhân khôi phục lấy lại được cảm giác, rồi bắt đầu thực hiện các biện pháp tra khảo tù nhân. Khi nỗi khiếp sợ tràn ngập tâm trí, họ sợ sẽ phải đối mặt với chúng thêm một lần nữa, nên nhanh chóng khai báo để không phải chịu cảnh biệt giam trắng nơi địa ngục trần gian khủng khiếp đó. Hiểu được những tác động khủng khiếp của biện pháp tra tấn tinh thần này, nhiều nhà tù ở Anh, Mỹ, Iran và Nam Mỹ đã sử dụng tra tấn trắng để làm suy yếu tù nhân, bẻ gãy những mối quan hệ giữa họ và xã hội và khiến họ mất hoàn toàn niềm tin cũng như là phương hướng. Với cách này thì các nhà tù có thể khiến nạn nhân có thể làm mọi điều để không phải chịu sự đầy ải mềm này nữa. Khi đã được tự do, những tù nhân phải chịu biện pháp tra tấn tinh thần này vẫn không nguôi ám ảnh. Họ mắc chứng sợ màu trắng và không gian hẹp. Có thể thấy là tra tấn tinh thần kiểu này còn ám ảnh những người từng trải qua mãi không thôi, thậm chí là đến hết cả cuộc đời. Nhiều người thường có suy nghĩ đơn giản rằng không đau thì không làm sao cả, rằng nếu bị giam trong bóng tối thì mới sợ, còn nếu căn phòng toàn màu trắng thì chẳng có cảm giác gì là đáng ngại cả. Thế nhưng thực tế là đã chứng minh, tuy màu trắng đem lại cảm giác mát lành và cân bằng cảm xúc, thế nhưng nhìn lâu vào màu trắng sẽ khiến thị giác bị mệt mỏi dẫn đến ức chế. Cảm xúc của người bị giam sẽ nhanh chóng chuyển sang cô đơn, lạnh lẽo, dần dẫn tới trầm cảm nặng nề và phát sinh các suy nghĩ tiêu cực.
Một trong số tù nhân nổi tiếng nhất từng phải chịu đựng sự hành hạ của Ngục Trắng là Emir Fakhava. Anh này thì đã phải chịu hình phạt trên trong 8 tháng ròng rã tại Iran trước khi được Tổ chức Ân xá Quốc tế cứu thoát khỏi một nhà tù ở Iran. Trả lời phỏng vấn về cơn ác mộng này, Emir từng nói rằng đó là một quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, rằng anh thậm chí đã quên mất cả gương mặt của cha mẹ đẻ mình. Và sau khi ra tù thì không còn một con người bình thường được nữa. Quá là ghê luôn đúng không nào? Chúng ta cũng không thể ngờ được người với nhau mà họ lại sử dụng những hình thức thí nghiệm tra tấn kinh khủng đến như vậy. Và rất tiếc là video đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đừng quên để lại bình luận của bạn cho mọi người cùng biết nhé. Thêm vào đấy nữa, nếu thấy hay hãy like và share video này với bạn bè và subscribe Tagai Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.